Nhìn vô cái mâm này có ai nghĩ Huyền làm ra từ khoai mì không? Mai mốt ăn khoai mọi người đừng có để nguyên củ hấp nữa. Thử làm theo cái cách như Huyền đi, vừa đẹp mắt mà ăn vừa ngon nữa. Bữa nay đẹp trời, Huyền rủ mẹ đi ra vườn đào mì. Đây là cái bụi mì kè mới trồng được có hơn 2 tháng à, không biết có củ không nữa. Hai mẹ con thì hụt đào hồi thì cũng nhổ lên được. Chà, bữa nay kèo thơm rồi nha, mới đào có con bụi thôi mà củ quá chừng củ. Củ nào củ nấy to như cái cùm tay vậy đó. Mẹ của Huyền thì mê ăn mì dữ lắm, bởi vì bữa nay rủ đi ruộng là đi liền. Giờ mình gọt đẽo cho nó sạch sẽ một xíu, bỏ vô trong cái bịch rồi hai mẹ con khiêng về làm món ngon nha. Mấy bữa nay mưa gió bão bùng, bữa nay mẹ Huyền đi ruộng cái trời đẹp ghê luôn. Hai mẹ con mê đào mì quá trời mà quần áo lấm lem đất cát không có hay luôn. Mẹ của Huyền kỹ tính dữ lắm cho nên là sợ quần áo ngấm cát đất khô rồi khó giặt. Ra là Huyền để cái nhiệm vụ gọt mì lại cho mẹ, còn Huyền thì sẽ xung phong đi giặt quần áo nha. Bữa nay xuyên giặt đồ là cũng sẵn thử nghiệm kiểm chứng luôn cái em nước giặt xốp Hương Thiên Nhiên mới này nè. Ấn tượng đầu tiên của Huyền khi mở nắp ra là một cái mùi rất là thơm luôn. Có mùi hoa cỏ tươi mát là thấy ưng cái bụng rồi đó. Cái chất nước giặt thì cũng đậm đặc nữa cho nên là giặt máy cũng yên tâm hơn. Đồ cũng sạch hơn nữa chứ không có như một số loại nước giặt khác nó hơi loãng á, nên là giặt nhiều khi cũng sợ không có sạch, không có thơm nữa. Giờ để đồ ở đó cho cái máy nó giặt đi, Huyền chạy ra phụ mẹ Huyền làm khoai mì tiếp nha. Loại mì này là mì kè cho nên là ăn nó dẻo ngon lắm. Thay vì thường ngày làm nó chỉ cần lột ra rồi bỏ nước cốt hoặc là đường vô xong rồi mình luộc hoặc là hấp, còn hôm nay á Huyền hơi điệu đạn xíu, mình bào khoai mì ra thành sợi, sau đó là cho đường với lại màu ướp nè. Ướp khoảng tầm 20 phút á thì mì của mình nó xìu xuống, bắt đầu cái màu nó ngấm vô trong cái sợi mì rồi cái nước đường nó ra nữa, là bắt đầu mình sẽ chắc bỏ cái phần nước đó ra nha, để cho cái sợi mì của mình nó được khô với ráo. Sau khi chắc nước bỏ xong rồi á thì mình sẽ ướp bột. Ở đây Huyền dùng bột năng nha, kiểu như Huyền làm bánh cũng không có thèm cân đo đong đếm gì hết trơn á, ướp vừa vừa thôi đừng có quá nhiều, cho cái sợi mì của mình nó khô lại là được. Về cái độ ngọt á thì ai thích ăn ngọt thì cho đường nhiều, còn không thì cho đường ít thôi. Sau khi trộn bột xong á thì mình tiến hành tạo hình. Cách làm cũng đơn giản lắm, mọi người dùng một cái nĩa, sau đó là cho cái nĩa vô trong những cái sợi mì, mình xoay vòng tròn vậy nè để mì của mình nó được kết dính lại, khi hấp nó không có bung ra, với lại nhìn nó cũng đẹp mắt hơn nữa. Thì sau khi mà được tạo hình xong á là mình sẽ cho vào trong một cái nồi hấp cách thủy. Ăn vậy chứ hấp cũng hơi lâu nha, mọi người chịu khó chụm lửa nhiều xíu. Trong thời gian đợi cho cái nồi mì chín á thì ở bên đây mẹ của Huyền có làm thêm một cái chảo nước cốt nữa, cốt béo béo một xíu chan với mì ăn là đúng bài luôn á. Giờ đồ cũng giặt xong rồi, Huyền tranh thủ chạy đi phơi, ta nói vừa mở cái máy giặt ra một cái là thơm phức. Mẹ của Huyền đi ngang nghe cái mùi thơm cũng khoái luôn, chạy lại hỏi liền: "Ủa bộ bữa nay xài cái nước giặt gì xịn lắm hả, sao đi ngang cái nghe thơm dữ vậy con gái?" "Trời ơi, con đang xài cái nước giặt xốp Hương Thiên Nhiên nè, hồi bữa con mua ở trong Bách Hóa Xanh á có 99.000 mà một túi là bự tới 3 kg lận." Huyền nghe cái mùi là đã thích rồi, xong nghe cái giá còn mê dữ nữa. Đứng phơi đồ mà mẹ của Huyền cứ ngửi quần áo hoài luôn. Đợt này Huyền mua tới 2 màu lận. Mẹ của Huyền thì mê màu tím có mùi nước hoa sang trọng, còn Huyền thì mê cái mùi màu hồng ngọt ngào đang giặt này nè. Tính ra một túi tới 3 kg lận mà giá hồi quá trời, cái mùi thơm nó cũng chất lượng nữa, kèo thơm như vậy á cho nên là mẹ của Huyền ưng quá trời, còn đi qua khoe mấy bà dì kêu mấy bả mua nữa chứ. Hai mẹ con Huyền phơi đồ xong là cũng vừa lúc khoai mì chín luôn. Giờ mình gấp ra dĩa rồi rắc thêm một miếng mè, rưới thêm một miếng nước cốt béo béo nữa, ta nói ăn cái kiểu này nó heo thì dữ lắm luôn. Giờ thì mời mọi người cùng ăn khoai mì hấp nước cốt với hai mẹ con của Huyền nha.